Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Hello. Hôm nay nói có cái mic để cho nó vang nhé. Hôm trước tôi có xem một cái video ở trên câu lạc bộ Sóc Trúc, thấy có một anh ấy thổi sáo, vừa thổi sáo vừa cầm micro này, rất đáng rất đẹp. Hôm nay thì tôi cũng phổ biến lại cho những bạn chưa xem video để các bạn có thể áp dụng. Thì nó như thế này, đã có rất nhiều lần tôi lên sân khấu muốn thổi sáo đấy, mà ở cái sân khấu người ta lại không có cái chân mic như này. Đây, cái chân mic để đấy, để chúng ta gắn vào đây để chúng ta thổi đấy. Thì không biết là làm thế nào để thổi được. Bởi vì lúc đó tôi nghĩ là nếu như không có chân mic này thì chịu, cũng không thể nào mà có thể thổi sáo được. Cho nên là đã mấy lần là tôi hủy tiết mục, mà lúc đấy là bảo đi lấy cái chân mic này là không kịp, cho nên là hủy luôn. Thì tình cờ cũng hôm trước là xem cái video của cái anh thôi, một anh ở trên câu lạc bộ Sao Chúc ấy, thì tôi cũng có nhớ tên. Thì đúng là quả thật là rất là sáng tạo. Và bây giờ tôi muốn phổ biến lại cái cách thổi sáo mà chúng ta không có cần cái chân mic này, chúng ta vừa thổi chúng ta vừa cầm mic luôn. Thực sự rất đáng để học hỏi, và tôi cũng đã thử, hoàn toàn có thể được. Tất nhiên là sẽ không thể bằng việc chúng ta gắn chân mic vào đây, tuy nhiên là cũng khắc phục được. Nếu chúng ta tập ở nhà cho quen thì chúng ta hoàn toàn có thể vừa thổi sáo và vừa cầm mic được nhé. Thì cách thức cầm mic như sau. Đây, tôi bỏ cái chân mic này ra, không có cần nữa. Đây là cũng là học hỏi lại của một bác thôi, ở trên câu lạc bộ Sao Chúc, và tôi thấy là hoàn toàn có thể được. Thế mà trước kia thì những cái tiết mục mà không có cái chân cầm mic này là tôi hủy tiết mục, vì không thể là vừa thổi sáo vừa cầm mic được. Mà nếu như nhờ một người khác đứng bên cạnh cầm mic ấy, thì tôi đã có một lần nhờ người khác đứng bên cạnh cầm mic, chỗ nó không có hay cho lắm, nhìn nó không đẹp, và thấy người cầm mic lâu là người ta mỏi. Đấy, bây giờ thì vào nội dung chính, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vừa thổi sáo vừa cầm mic. Đây là cái micro nhé. Nếu như bình thường chúng ta cầm cái sáo thì cái tay trái của chúng ta cầm là như thế này. Hôm nay tôi hơi bị ngặt mũi một chút. Bình thường là chúng ta Việt Nam chúng ta cầm như thế này, nhưng mà khi mà có mic thì chúng ta phải khác đi một chút, cầm nó hơi giống kiểu của Trung Quốc một chút, thì chúng ta sẽ cầm được cả mic và sáo một lúc. Đây, chính xác là như thế này. Cái ngón cái này chúng ta sẽ để ở đây. Tay phải của chúng ta thì vẫn như vậy nhé, nhưng mà tay trái thì chúng ta sẽ cầm như thế này, chúng ta tựa cả sáo và mic vào nhau. Bây giờ tôi sẽ thực hành một bản nhé. Khi mà thổi như này thì khó nhất là thổi cái nút si. Đấy, khi chúng ta mà buông cái nút si, chúng ta buông hết các ngón ra thì nó cũng không vững. Vì vậy chúng ta cần tập khá là nhiều. Tôi cũng mất 5 phút để tôi tập thử. Bây giờ tôi cầm được. Tất nhiên là không linh hoạt bằng cái việc chúng ta cầm bình thường, nhưng mà vẫn chơi được. Nếu mà như quen thì có thể đạt đến 95% sức mạnh bình thường. Bây giờ tôi sẽ thử thổi vào một cái bít nhạc nhé. Thử luôn, thử ngay luôn. Để nếu như sau này có lên sân khấu thì chúng ta có thể chơi luôn những bài đấy mà không cần chân mic.
Vâng. Video demo của tôi đến đây. Như vậy là các bạn đã biết được cái cách vừa thổi sáo vừa có thể cầm micro. Đấy, thì tôi chỉ nhắc lại một lần nữa thôi, là các bạn cầm kẹp cầm mic lẫn sáo với nhau. Quan trọng là các bạn tập nhiều nó quen.